toàn là nghe nói cậu ba thế này, cậu ba thế kia, cậu ba suốt ngày lo chơi bời. Thế giới bao la có mấy ai như ta, ngày nào cũng rong chơi khắp bốn phương, nơi nào cũng có nhà, đợi người được bao lâu mà hững hờ. Người đời cứ phát điên cũng chỉ vì tiền mà cũng có được chỉ là phù phiếm. Họ bàn tán về tôi nhưng tôi không phiền, vì đối với tôi là một câu chuyện riêng. Vậy thì hãy cứ vui đi, rót thêm mấy ly, vô tư không lo nghĩ. Đời tôi đẹp lắm, lo gì? Nâng ly champagne thêm chén Tero, mở hò hoa phôi nghe em hát hát hát, dạo một vòng quanh trên cơn đáp đáp đáp. V4 Bujo, nâng ly champagne thêm chén Tero, mở hò hoa phôi nghe em hát hát hát, dạo một vòng quanh trên cơn đáp đáp đáp. Đi với cô ba không cần màng đến money, có ai đủ so bì tới đi lo gì, số tiền đem đi đốt chè ra cho vì muốn đạt mục đích lớn thì nó trả to gì. Người thầy nói anh chơi ngông nhưng khi độ thầm lên kêu hạnh, nhưng nằm đổ ai dám nói gì. Muốn anh vui đầu lắm sao đâu có khi ngồi phi cơ anh ngắm thắng khắc năm kỳ. Ai trên phim, 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 cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu ba. Đẹp lắm, lo gì? Thì cũng dễ hiểu thôi, đâu ai muốn phải gánh vác, lựa chọn bị gánh mát để gần đời biểu môi. Xem tiền bạc là đất cát, để đạt môn nó khác gọi là một kiểu chơi. Tôi bà xế, tôi cà xế, tôi là xế, epitit, epitit như một cành liễu trôi. Ha, sau việc để nghỉ ngơi, ai trên phim, 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 cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu ba, cậu ba. Em muốn đi khắp nơi trần gian, bay đến nơi thật xa, để nhìn thấy những điều mới mà bao lâu nay chưa gặp qua. Đời còn lắm những kỳ thú mà bao người say mê có được. Nhẹ dắt em theo giới, anh bắt của em là số một nè. Đến với tôi.